Hello, 500 anh em khán giả của Tokyo Camera. Hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với chiếc Insta 360 Wonder Twin Edition này. Và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cái cách sử dụng, hướng dẫn sử dụng chi tiết chiếc máy quay này. Như chúng ta đã biết thì chiếc máy quay này là một chiếc máy quay đầu tiên mà mang trong mình cái góc 360 độ, nhưng mà lại là trên thân hình của một chiếc action cam. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về cách sử dụng của chiếc Wonder này nhé. Chúng ta hãy cùng đi thôi. Ok, tôi sẽ để góc camera thế này để chúng ta có thể dễ dàng quan sát. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên về cách lắp đặt cái chiếc camera này luôn, để gọn những cái đồ trang trí này sang một bên. Rồi tôi sẽ set up ra một cái góc và tôi đã chụp ảnh. Đổi lại chiếc hình nền quen thuộc của chúng ta nào. Đây, chỉ là chiếc hình nền quen thuộc của chúng ta. Ok, nào, để chúng ta hãy cùng đi lắp ghép. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi lắp ghép cái chiếc Insta 360 Wonder này nhá. Bỏ cái kết này sang một bên trước ạ. Đầu tiên chúng ta có thể thấy ở đây, đây sẽ là pin. Đó. Okay. Đây là chiếc camera 4K Quiet Angel này, lắp rộng. Đây chính là chiếc màn hình của chúng ta. Màn hình này tôi vẫn chưa dám bóc cái lớp dán màn hình này ra, bởi vì chỉ lát nữa thôi thì tôi sẽ gửi cái chiếc máy quay này về cửa hàng và bàn giao lại cho người khách, người chủ mới của nó. Ok. Tiếp theo ở đây tôi sẽ có một chiếc camera 360 độ. Đây chính là chiếc kết bảo vệ của nó này. Tạm thời tôi sẽ cất nó vào trong cái kết này đã nhá. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắp ghép chiếc camera 4K này trước. Đây, để có thể lắp ghép thì chúng ta sẽ phải kết nối giữa màn hình và camera trước, sau đó mới kết nối vào pin. Thì ở đây nó sẽ có hai cái đầu của cái ngàm kết nối này. Chúng ta có thể kết nối đầu nào cũng được. Thì việc kết nối rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc cắm vào nhau như thế này. Đấy, nếu mà chúng ta cắm vào như thế này thì nó sẽ cái camera này và cái màn hình này nó sẽ ở cùng một phía. Chúng ta có thể dễ dàng quay những cái vlog và selfie một cách rất là đơn giản, đúng không nào? Còn khi mà chúng ta rút nó ra, chúng ta lắp ngược lại như thế này. Đó. Lúc này chúng ta có thể cầm như một chiếc máy quay action cam cầm tay. Rất là đơn giản, đúng không nào? Và cái việc lắp pin cũng thế. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái chân đồng ở đây. Và đây chính là cái khay để có thể kết nối vào này. Ấn nó xuống. Không có gì phức tạp hết cả. Đó. Vậy là xong. Vậy là đã lắp xong chiếc Insta 360 Wonder này. Và trên này là nút nguồn, như là nút quay. Đó. Chúng ta phải tắt nó đi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xung quanh một chút nha. Đây sẽ là cái loa ngoài của nó và đây sẽ là cái lẫy để chúng ta có thể gạt tháo pin ra này. Ok, tôi sẽ gạt nó ra. Vậy là chúng ta có thể tháo được pin ra một cách rất là dễ dàng rồi. Tôi sẽ lắp lại. Bên hông này chính là cái khay để chúng ta có thể cắm thẻ nhớ cũng như là cắm sạc. Và bây giờ tôi sẽ cắm thẻ nhớ vào đây. Sẽ cắm chiếc thẻ nhớ của tôi vào đây. Ok, nó vào một cái là xong. Sau đó thì đậy lại. Chúng ta lưu ý nha, đậy lại này. Chúng ta sẽ phải ấn nó mạnh xuống. Để khi nào nó mất cái lẫy màu vàng ở trên này thì thôi nha. Ok. Rồi, như vậy là quá trình lắp đặt chiếc camera này đã hoàn tất. Vậy thì chúng ta hãy cùng thử lắp chiếc camera 360 độ xem nào. Tháo ra. Việc tháo lắp rất là đơn giản thôi. Bỏ chiếc camera này ra. Thì chúng ta có một cái lưu ý khi mà lắp chiếc camera, khi mà lắp chiếc camera 360 độ này, đó là nó chỉ có một cái đầu ngàm ở bên dưới thôi, và bên trên này sẽ không có cái ngàm của nó. Đây là hai chiếc chân dép để kết nối mỗi chân cho một chiếc camera đó. Thì cái đầu ngàm ở bên dưới này chúng ta sẽ phải lắp cùng phía với cả cái rắc pin đó, như thế này. Ok,
Nếu mà chúng ta lắp ngược đầu trên này xuống thì nó sẽ không có chỗ để chúng ta kết nối vào cái ngàm của pin. Đó. Về cái việc lắp thì cũng rất là giống với cả lắp chiếc camera 4K này thôi. Sau đấy thì lắp pin vào. Ok, vậy là xong. Rất là đơn giản đúng không nào? Và tôi sẽ bật máy lên. Mình ra bật máy lên thì cái giao diện sử dụng của nó sẽ là như thế này. Đó, chúng ta có thể tùy chọn góc quay ở trên này luôn, rất là tiện đúng không nào? Và khi mà chúng ta ấn vào góc bên trái phía dưới, nó sẽ cho phép chúng ta tùy chọn các cái chế độ quay cũng như là chụp ảnh khác nhau. Đây là chế độ chụp ảnh này. Đó, HDR, Invento, chế độ Night. Ok, tiếp theo chuyển sang chế độ quay video, nó sẽ có 4 chế độ Standard, Time-lapse, Bullet Time và chế độ HDR. Ok, tiếp theo ở dưới này sẽ là hai chế độ tùy chọn cho chúng ta. Đó, chế độ Start Lab và chế độ này là chế độ tùy chọn này. Tiếp theo thì tôi sẽ ấn sang góc bên phải phía dưới này. Nó sẽ cho phép chúng ta tùy chọn các cái độ phân giải video từ 5.7K, 4K hoặc là 3K. Đó, ở 4K nó sẽ cho phép chúng ta quay 30-50fps. Và ở chế độ 3K nó sẽ cho phép chúng ta quay là 100fps cơ. Ok, quay trở lại với 5.7K. Tôi quen cái độ phân giải này rồi. Còn về các cái thao tác vuốt từ trên xuống, nó sẽ cho phép chúng ta tùy chọn điều chỉnh ánh sáng màn hình này. Đó. Tiếp theo là khóa màn hình và vuốt lên để mở khóa. Ok. Và tiếp theo là kết nối với cả AirPods ở đây. Ok, không có gì hết. Tôi không có AirPods ở đây cho nên tôi không thể làm clip hướng dẫn kết nối được. À, đây là cái hướng để hiển thị camera quay. Đây là cài đặt giọng nói này. Ok. Tiếp theo ở đây sẽ là một cái phần setting nữa cho chúng ta. Nó có rất nhiều các cái chế độ cài đặt trực tiếp ở trong này và chúng ta hoàn toàn có thể hoạt động độc lập mà không cần thiết phải kết nối vào trong app để có thể cài đặt được nó. Đó, như chúng ta có thể thấy ở đây có rất nhiều các cái chế độ cài đặt ở trong này. Đó, tiếp theo là cài đặt Bluetooth này, cài đặt AirPods, cài đặt màn hình tự động ngủ, cài đặt giọng nói, cài đặt thẻ nhớ, cài đặt lọc gió cho âm thanh, cài đặt định dạng video này. Rất là nhiều các cái chế độ cài đặt ở đây chúng ta có thể thấy. Và khi mà chúng ta vuốt từ bên phải sang, ở đây nó sẽ cho phép chúng ta tùy chọn auto về white balance và điều chỉnh cân bằng trắng. Đây là chế độ manual. Chúng ta có thể tùy chỉnh các cái khẩu độ, tốc ISO cũng như là tùy chỉnh cái cân bằng trắng ở trong này. Nhưng mà thường thì tôi sẽ để auto. Okay. Đây là màu lock, chúng ta có thể bật màu lock này lên và khi chúng ta chỉnh sửa video thì màu sắc nó sẽ đẹp hơn. Ok, và khi mà chúng ta vuốt từ trái sang phải thì ở đây nó sẽ cho phép chúng ta xem lại những cái video mà chúng ta đã quay trước đó. Đó, như các bạn có thể thấy ở đây, đây là những video mà tôi đã quay trước đó. Và còn vuốt từ dưới lên sẽ là gì đây? À, đây là tùy chỉnh nhanh những cái chế độ quay cũng như là chụp. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong một số những cái thao tác ở trong chiếc camera Insta360 ONE R này. Và bây giờ thì tôi sẽ thử kết nối vào điện thoại để xem những cái giao diện hoạt động ở trong ứng dụng của nó có khác nhiều so với ở trên trực tiếp ở trên máy không nhá. Okay, bây giờ tôi sẽ vào app Insta360 ONE R. Đây chính là cái giao diện hoạt động của chiếc Insta360 ONE R này. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số thứ ở trong này. Thực ra thì nó không có khác gì nhiều so với chúng ta tùy chỉnh trực tiếp ở trên này cho lắm. Nó vẫn là những cái chế độ quay chụp cũng như là tùy chỉnh độ phân giải video như thế thôi. Chúng ta có thể thấy ở đây. Vậy thì bây giờ tôi sẽ thử đi chỉnh sửa một video ở trên này. Bây giờ tôi sẽ thử quay một đoạn và tôi sẽ chỉnh sửa nhé.
sẽ quay này. Đó, như vậy chúng ta đang quay rồi. Như các bạn có thể thấy tôi đang để ở đây một chiếc Insta360 One X để có thể quay được cái thao tác tay một cách sắc nét nhất có thể cho chúng ta. Đó. Ok, video của chúng ta được 25 giây rồi. Dừng lại. Một cái điểm đặc biệt ở trên chiếc camera này là gì, và cũng trên những cái dòng Insta360 nói chung, đó là chúng ta sẽ không cần phải download file về điện thoại mới có thể chỉnh sửa được. Chúng ta có thể vào thẳng file đó, chỉnh sửa và export luôn. Đó là những cái điểm đặc biệt giữa Insta360 so với những dòng camera khác. Rất là hay đúng không nào? Ở đây chúng ta có thể tùy chọn tỷ lệ khung hình. Tôi sẽ chọn ở đây là 16:9. Ok. Đó. Chọn đến đây đi. Wow, rất là nhiều những cái tùy chỉnh cho chúng ta nhá. Tôi rất là thích cái khả năng chỉnh sửa trực tiếp ở trên app như thế này. Xoay lắc, cái trò này rất là vui, các bạn có thể xem. Đó. Wow, thật sự nó rất là mượt các bạn ạ, và nó cũng rất là nét nữa. Đây. Đây là cái view finder chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây. Đó. Ok, vậy là sau khi mà chúng ta chỉnh sửa xong, chúng ta chỉ việc ấn vào đây và export fix frame để chúng ta xuất cái video chúng ta vừa chỉnh sửa ra. Insta360 One X để có thể quay được cái thao tác tay một cách sắc nét nhất có thể được ra. Ok, video chúng ta được 25 giây rồi. Ok, và các bạn đã vừa xem xong cái video hướng dẫn sử dụng chi tiết chiếc Insta360 One R bản Twin Edition này. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì cũng đừng quên để lại một like, subscribe kênh và nhấn vào nút chuông để có thể nhận thêm những video tiếp theo của chúng mình nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.